Chính việc buôn bán ăn uống mất vệ sinh như phóng sự trên chúng tôi đã đề cập, mà tại các phòng cấp cứu trong những ngày vừa qua thì không ngày nào không tiếp nhận những bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nhập viện và tình trạng quá tải thì đã xảy ra. Ghi nhận của chúng tôi ngay dưới đây là những cảnh báo và ít nhất là cách phòng tránh ngộ độc nếu bạn không muốn nhập viện. Trong cùng một ngày, hai anh em nhà bệnh nhân này phải cùng nhau nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Người em nhẹ hơn nên đã được xuất viện, còn người anh vẫn phải nằm theo dõi thêm. Trước đó, hai anh em cũng chỉ ăn sáng với bánh mì. Sau khi ăn xong, người em thấy đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, được đưa đi cấp cứu. Còn người anh sau bữa ăn trưa mới có biểu hiện như trên. Vì thế, để xác định nguyên nhân vì sao hai anh em cùng bị ngộ độc, chính gia đình cũng không rõ. Cũng không biết ạ. Thì cả nhà ăn giống nhau thì bố mẹ không làm sao, chỉ có hai anh em là bị. Thì cũng ăn như trưa hôm trước, cũng đi mua đồ giống hôm trước về ăn. Hôm trước không sao, đến hôm sau thì lại bị, thì cũng không biết là nguyên nhân đó không. Theo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, từ tháng 4 đến nay, số ca điều trị ngộ độc thực phẩm cấp tính tăng cao. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do vi sinh vật. Cái nguyên nhân phần hầu hết các trường hợp là do các loại vi sinh vật. Đấy. Và các bệnh nhân có thể đến cấp cứu ở rất nhiều nơi, từ các trạm y tế, các bệnh viện huyện, các bệnh viện khác nhau. Thì tại Trung tâm Chống độc thì năm nào cũng thế. Và đặc biệt những mùa tháng nóng thì số lượng bệnh nhân vào hàng ngày. Và thường xuyên là chúng tôi cũng không thể tiếp nhận hết các bệnh nhân được, và các chuyên ngành khác đều phải phối hợp cùng cấp cứu, từ khâu sản xuất đến khâu chế biến, bảo quản, vấn đề nấu nướng, chế biến, và bàn tay, tất cả đều có thể dẫn tới ngộ độc. Và cái phổ biến hay gặp đối với người dân chúng ta ấy, là chúng ta không đảm bảo nguyên tắc ăn chín uống sôi, rồi thì bàn tay sạch, các dụng cụ sạch. Một trong những nguyên nhân khiến các ca ngộ độc thực phẩm tăng cao trong mùa nắng nóng đó là việc sử dụng bảo quản trong tủ lạnh không đúng cách của người dân. Theo các chuyên gia, nhiều bà nội trợ hiện nay khi mua thực phẩm sống ngoài chợ về, không sơ chế, rửa sạch, lại để chung với thực phẩm chín, khiến vi khuẩn nhân lên rất nhiều. Lúc này, tủ lạnh trở thành ổ vi khuẩn của gia đình. Chất bẩn này khi chúng ta để vào trong tủ lạnh thì nó sẽ phát nhân lên rất là nhiều và lây lan giữa các cái thực phẩm khác nhau. Và lúc đó thì lượng vi khuẩn ở trong tủ lạnh có thể là cao hơn rất là nhiều như cho chúng ta suy nghĩ. Và từ cái nguồn này, vi khuẩn sẽ lan vào các cái món thực phẩm, các cái món ăn mà chúng ta không che đậy. Chúng ta để tiếp xúc giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín. Hoặc là khi mà chúng ta để các cái loại thịt ngăn phía trên ấy, thì cái nước dỉ từ các cái sản phẩm này nó sẽ lan ra cái khay mà chúng ta để thực phẩm trong tủ lạnh, hoặc là thậm chí trong một số trường hợp là nó có thể nhỏ trực tiếp xuống các cái giá ở dưới khi mà đưa mà chúng ta để những loại như hoa quả, như là rau chẳng hạn. Thì nếu nó lan ra khay thì khi chúng ta để các loại thực phẩm khác vào mà không có cái vệ sinh phù hợp thì đấy sẽ là cái nguồn nhiễm các loại vi khuẩn từ các cái thực phẩm bẩn lúc trước sang cái thực phẩm mà chúng ta lưu trữ tiếp trong tủ lạnh. Trong mùa nắng nóng, ở bất cứ khâu nào cũng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, nhất là khi người tiêu dùng khó có thể chắc chắn về nguồn gốc và sự an toàn của thực phẩm. Nếu bị ngộ độc thực phẩm, cơ thể sẽ có các biểu hiện đau bụng, đi ngoài. Ở tình trạng nhẹ, người dân có thể tự điều trị ở nhà bằng cách uống ozezone, nước cháo, nước hoa quả có pha muối. Trường hợp mất nước nặng, tay chân tê yếu, chóng mặt, cơ thể mệt mỏi thì nhập viện là biện pháp tốt nhất. Nhưng tốt hơn cả vẫn là biện pháp lựa chọn thực phẩm đúng cách, bởi bao giờ phòng bệnh cũng hơn chữa bệnh.